Ồ, tại vì nó chích thuốc vaccine của Trung Cộng. Cảm ơn. Thôi xưa sư phụ nói rồi, đừng có chích. Tại vì sư phụ nói qua chúng nhiều quá. Mà họ nói rằng chúng thì họ quên. Phụ đã nói trước, đừng có chích vaccine của Trung Cộng trong cái thời điểm đó. Ai kêu chích vaccine của Trung Cộng chứ. Mấy đứa sau này cái học đường Việt Nam á, lớp 1 cho tới lớp 5 là sư phụ bắt phải thuộc đại bi, dùng đại bi để khai tâm đó. Rồi tới, từ lớp 5 cho tới lớp 6 bắt nó học hết lịch sử 9.000 năm của người Việt. Cho nên bà Trưng bà Triệu gì nó cũng sẽ biết hết. Còn Nguyễn Thị Sáu nhỏ điên điên á, cái Việt Cộng kêu ấy cầm cái lô rạn ném vô. Nó bị điên mà, đâu biết. Ném vô cái bị mấy ông Việt Nam thời ông Diệm bắt. Bắt nó điên đâu biết. Cái dọc đường nó còn cười cài hoa nữa. Mà đâu biết nó bắt nó đi để tử hình nó hay gì. À, nó điên đâu có biết. Vậy đó làm anh hùng cách mạng của bác. Cho nên người điên sẽ làm anh hùng. Người thì không nhân chọi không vậy. Mỗi nhân chọi á có hai cái hình. À, hai cái phim luôn á, Nguyễn Văn Chổi thiệt á, mà bị tử hình á, té đá trong quần, sợ xùi như nè. Còn Nguyễn Văn Chổi mà phim mà của Việt Nam làm đó, đá đáo đéo bắt Mỹ, đá đáo, đúng không? Mấy con có coi phim á trên YouTube, tiếp lắm lắm. Chuyện có nó không, chuyện không nó có, trắng nó đen, đen nó trắng, đó là bình thường của nhà binh. Cái không bình thường á là vì cái đạo của chúng ta không có chánh kiến. Cái mấy ông thầy ma tăng á mà nói cộng cỏ thôi mà quay vậy thôi mà nó cũng gom được đóng tiền. Có lời lỗi của ông thầy Thích Chúc Thái Minh là lỗi của chúng ta ngu vậy. Suy nghĩ đi. Tại vì ông biết chúng ta ngu ông mới ghẹ. Còn nếu chúng ta khôn đâu có ghẹ. Thưa hộ ngài cũng không biết xui xui làm sao lên cái live stream có người hỏi. Chủ nói chuyện đơn giản. Là một cái nơi một ông thầy nhất là Phật xá lợi tức là Phật đúng không? Phật đâu có đi ủng hộ cái thằng cha thầy tào lao để mà đi làm tiền chúng sanh. Chẳng lẽ là Phật đồng lõi với ông hả? Suy nghĩ chút xíu. Nếu mà họ chỉ suy nghĩ họ không có bị gạ. Ông hiểu chưa? Phật ở núi như mình nè. Phật giúp những người thiện tâm. Cái Phật nào đi giúp mấy ông thầy đó để làm cho mấy ông làm giàu. Rồi làm cho Phật tử á, hôm nay á, lại ghét Phật nữa. Phật đâu có làm chuyện vậy đi. Chỉ vì chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta ngu, chúng ta ráng chịu đi. Chuyện dễ ợt. Không, hả leo lên. Là lúc đó mấy vị quậu, thôi đâu có biết, lúc đó thù đang tiếp khách. Vừa vô thấy mặt mấy vị quậu là thù biết là có chuyện. Là nguyên một ngày hôm qua á, là nó chán dán không cái đường mấy vị nói là nhẹ đó. Là nể tình sư phụ là tha cho nó. Nhưng mà sư phụ lên làm cái buổi lễ. Rồi cái hồi nãy đang nói chuyện mấy vị á, kêu thêm mấy tiếng lên. Tức là mấy vị kêu nó lên giống như làm cái buổi lễ giải quà đó. Nhưng mà bữa đó là có ai cơ? Tiên là Ngân nghe mấy ông Văn của ai nữa? Ủa rồi là sư phụ muốn tạo cho mấy đứa này gần với mấy ông rầm để như là mình một nhà, mấy vị gia hộ của nó thêm ai về đâu cuối cùng lấy dám leo lưng. Xích Long giải thích đó, trong mấy trăm nghìn năm trong vũ trụ chỉ một mình sư phụ á là kể Xích Long với Bạch Long thôi. Ở trên trời sư phụ hai chân đứng hai đầu ông rầm để mà sư phụ là thuộc về võ tướng của thiên đình và cũng là văn nữa, văn võ trên trời luôn. Thì đánh Akola đó, tại trên trời mình cũng đánh giặc y như thế gian này vậy. Thì sư phụ hai vị là đi chiến đấu với sư phụ. Khi sư phụ xuống trần thì hai vị cũng xuống trần với mình. Chỉ có mình sư phụ thôi, ngoài không có ai hết đó. Không ai được leo lên hết. Nếu mà mấy vị có giải thích rồng á thì cái dãy nó ngứa thì lâu lâu mình tắm thì ok, nhưng mà lần sau để khi sư phụ vô 2 tuần rồi trở ra thì thầy trò xuống làm lại. Mấy vị dạy đàng hoàng nghe, lấy nước nghe, rồi lấy bông hoa đồ không, rồi mình tắm để cho cái dãy rồng bớt ngứa.
Vậy ngứa mấy gì đâu có tay đâu gãi. Cái lưng còn gãi ra chỗ này đâu có được. Đó là vậy cho nó mới biết. Mình sống gần với thần thánh Phật trời á, mình đều được mấy vị gia hộ. Nhưng mà mình làm sai á, mấy vị cũng phạt mình như thường đó. Cho nên nguyên ngày á, không thấy đường, làm gì cũng không ra việc ha. Buồn ha, bữa nay cái lò lửa tự nhiên nó bị tắt. Giờ còn lửa than với lửa rơm. Lửa Việt Nam á, lò lửa của bác Trọng bây giờ bị tắt. À, ông đi thì để lò tắt. Đừng nói là bắt tô mình lên để làm lò mới nữa. Chỗ lò này không phải là lò đốt củi mà lò ga nữa, chắc chết luôn á. Ga nó nóng hơn là lò củi. Củi nó cũng ngon chậm á. Nên bắt tô lên là ông chơi cái lò ga liền á. Tại ga nó ra tiền nhiều. Đạp hết ga, xài hết ga. Dặn hết ga, bắt tô lên là chơi lò ga liền á. Ga mới ói ra tiền. Thưa sư phụ, Atula thiện và Atula ác có phải là hai tầng trời khác nhau không hay là cùng? Họ cũng cùng sống chung. Hiện giờ chúng ta cũng có Atula ngồi đây nè. Chúng ta cũng đang sống với Atula. Là bài trận lửa nhà mình đó. Đó là Atula đầu thai. Thiệt chứ bộ. Hoặc thằng em của mình nó cũng là Atula đầu thai chung trong nhà. Trong loài thú, chú nó thiệt hay giỡn nha. Một đàn chó cũng vậy, nó vừa đẻ ra trong đó cũng có Atula, cũng có con chó hiền chó dữ đúng không? Hãy giữ là Atula. Trong chùa cũng có Atula vậy. Trong chùa cũng có dạ so nữa, dạ so cũng là một loại quỷ. Mấy thầy đa số thời nay dạ so. Thù coi cốt, thù biết. Thì họ cũng là chung chúng ta. Atula nó khoái nhất là một thứ. Mà nó khoái là đa số là chúng. Khoái gì không biết không? Con gái đẹp, gái Atula đẹp lắm. Thì Atula có thiệt, đang sống chung như chúng ta. Những người mình gặp ngoài đường á, mà họ rất là hung dữ, gọi là hung dữ một cách vô cớ, là cũng là Atula. Trên trời họ cũng đông, rồi họ cũng đi chiến đấu với Thượng Đế, con của Thượng Đế. Rồi họ cũng bị sư phụ chém. Chém thì cái thân hồn của họ sẽ được tái sanh xuống cõi thấp hơn. Hoặc là nếu mà họ chết anh hùng thì họ xin đầu quân qua phía bên chánh, tức là làm thiên tướng, cứ nhảy qua nhảy về. Còn giống như thiên tướng, giống như ông Maipen đang là đúng, tự nhiên phản 100 thành Atula, tức là giống như bàn tay chúng ta vậy. Phật, quỷ, đúng không? Cho nên năm thứ ác nó lật xuống, lật chìm xuống. Trùm khăn tuổi giàu có 11 nhà giàu nhất thế giới. Rồi Bú Liềm hiện giờ còn có Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam với Cuba. Rồi có phe trùm khăn mà phe khủng bố, tức là năm cái ác. Thì khi năm cái ác nó cũng là Atula. Rồi trong Quốc hội Mỹ mấy cái thằng mà dán nhãn trong ông Trump mà kiếm chuyện ổng tối ngày đó cũng là Atula. Khi tụi nó đi cùng lực. Đó là tại sao á, là còn về mặt đời rồi Mỹ là tự do, Việt Nam Tàu rồi nè, tại sao ông Biden ông lại thích Trung Cộng, mà tại sao ông Trump lại ghét Trung Cộng? Tại Trung Cộng nó là Atula, nó là quỷ. Nó tính theo cái thần hồn, chứ không có tính theo cái danh từ của thế gian, gọi là nước tự do, nước cộng sản, mấy cái đó chỉ nhãn hiệu thôi. Mà khi nó đi thì điên lược, thì tất cả trắng hết. Nước Mỹ sau này, Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Nước Việt sau này cũng thay đổi thì nó cùng với một cái thể chế hiền từ thì tự nhiên được quốc tế thừa nhận. Khi mà nước Việt mình nó có 6 triệu chim hiền, tức là chất xám 6 triệu người khắp hải ngoại. Rồi cộng lại với mình có một cái cách làm ăn rất là dễ dãi, không có hố lộ nữa. Thì thiếu gì quốc tế, họ cần mình mà. Họ cần mình hơn là mình cần họ.
Nước Việt sau này thế giới cần nước Việt hơn là nước Việt cần thế giới nha. Là gì? Thứ nhất, nó mang mấy cái con di mạch, mấy cái điện thoại này sản xuất bên Việt Nam. Thứ nhất là nó biết nước mình là thật thà, không có đi ăn cắp bản quyền như kiểu Trung Cộng. Là nó khoái rồi. Và đồng thời cái bàn tay nhỏ bé của chúng ta làm mấy cái này rất là tinh xảo, rất là dễ. Thì con nghĩ nước mình đô la mà trên trời nó rớt xuống á. Con lấy thúng mà đi đựng mỗi ngày, không có cần phải đi sanh đẻ bên Đài Loan giùm hay là đi lao động quốc tế nữa. Đó là sự thật. Chỉ cần chúng ta thật thà thôi là nước chúng ta giàu rồi. Chỉ cần những sau này những đứa hồi thiên á, biết sợ nhân quả, tức là biết ăn một đồng hối lộ thì cũng ói ra một triệu đồng ấy. Con thấy bao nhiêu mấy đảng viên hối lộ có ông nào sống sung sướng đâu. Thì chúng ta như vậy, chỉ cần không ăn hối lộ, thật thà là nước Việt giàu rồi. Không có cần cái đầu của con của ông trời nữa, cũng không cần bề trên giúp nữa. Tôi nói thiệt á, là đã giàu rồi. Huống hồ chị nó ok, người dở làm chuyện dở. Cái dở nhất là mấy con thấy không? Cái ghế, cái bàn, đôi muỗng, chiếc nũa, đũa, cái đó dễ làm. Thì người nước mình mà sản xuất, đem qua Mỹ bán cho Costco hay là Walmart thử. Ở nước mình nhỏ bé, dễ nuôi 100 triệu lắm. Thí dụ nói 3 năm là hơi lâu á. Có thể 2 năm thôi, nước mình giàu rồi. Muôn trùng, nhưng mà quan trọng nhất phải đoàn kết. Mà còn đánh với nhau, hải ngoại đánh quốc nội, quốc gia ghét cộng sản quốc gia cứ qua lại hoài. Rồi quốc nội quốc ngoại, người Bắc, người Nam, người Trung. Nhưng mà chúng ta mà còn mấy cái đó thì cũng khác nào chúng ta tự giết lẫn nhau sao. Thì thôi bỏ qua, đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, thật thà, không hối lộ, tiền đô nó rớt như là mưa vậy đó, gọi là mưa đô la. Cái người ăn mày á, ngồi đây cũng một đống sáng lợi, đống tiền đô rớt. Là tự về người sau này, mình không cho Trung Cộng, không cho Liên Xô vô du lịch nước mình, phải không? Mấy người đó vô kẹo lắm, không có cho bo gì chứ. Tức là nước mình biển á, mở du lịch, thì những cái người không biết làm gì á, cũng giàu nữa. Là những Âu Châu là du lịch, là Pháp, là Mỹ, là Canada qua du lịch. Như qua Hawaii hay Bora Bora hay những cái nước Đông Nam Á giống như Bali rồi vậy đó. Là New Zealand rồi vậy. Có phải là giàu không? Hàng Thái Lan nó đâu bằng mình. Nó còn xà rong á. Mà nó có Phú Kết, rồi nó có gì Batanan gì đó. Hai chỗ du lịch thôi mà nước nó giàu. Mà nhân trí nó đâu có bằng mình đâu. Mình có Phan Thiết nè, mình có Phú Quốc nè, nghe. Mình có những cái bãi biển rất là đẹp ở miền Trung, Nha Trang nè, miền Cát Trắng quê hương rồi nữa. Trời ơi, tuyệt vời. Dù không có rành mấy địa danh phải không? Mà người của chúng ta, không chi là con gái Việt Nam, trời đứa nào mặc máy như là hoa sen. Chú Hữu đi du lịch ở bên Bà Rùa, trời nó đen thui à, mặc sờ rong. Con nghĩ tự vì người ta không có chỗ đi du lịch, người ta mới qua bên đó. Còn qua tới Cancun, trời ơi, mấy ông Mỹ mập như là thùng phi. Thì con nghĩ nước mình mà mở du lịch thôi là cũng giàu nữa. Thiếu gì? Tại vì á, cái người lãnh đạo dở, cho nên dân. Mấy anh lãnh đạo cho bản thân ổng, chứ đâu lãnh đạo cho dân đâu. Mấy ông nội mình lãnh đạo cho ổng, về nhà vợ ổng lãnh đạo ổng. Cho nên cuối cùng chẳng làm được chứ. Tại mấy ông đảng viên ấy sợ vợ lắm. Tôi lãnh đạo cho phe nhóm tôi về nhà vợ tôi lãnh đạo tôi. Tôi đưa tiền qua Mỹ cho con tôi nó ăn chơi. Cứ thế vậy. Tôi mua ở chức 4 năm hôm nay tôi lên tôi phải sang dưới sang sau tôi lấy vốn lại trước cái đã. Còn chuyện khác tôi tính sao. Cứ thế mà làm hết 4 năm ông này. Tới ông A, tới ông B, tới ông C, hãy cứ mỗi ông 4 năm. Mà xây dòng 50 năm là như 20 ông phải không? Trời, xong nước Việt hôm nay còn có tàu lá chú. Tuột hậu 50 năm. Tuột cũng giống như trên núi mà rớt xuống giống bùng vậy. Chỉ là cái người bị thiệt thòi nhất
tội nghiệp nhất, đó là những cái tuổi bây giờ khoảng 30 cho tới 35 lớn lên đâu biết gì bị nhồi sọ. Hôm nay hiểu được á, mấy đứa khôn nó hiểu được, rồi nó tức. Đúng ra cỡ tuổi tôi ở Mỹ mà tôi học ra trường đại học là đứa nào cũng có căn nhà đúng không anh? Đứa tệ nhất vừa ra trường pharmacy là cũng có tiệm bán thuốc tây đúng không? Thì Mỹ nó căn bản vậy. Tại sao tôi lớn lên trong một quốc gia tôi là bông sen mà tôi cắm vô nó, à tôi cắm bảy châu, tôi cắm sình non gì, cái này cắm trên đá, trên cát, nó không có mọc được. Thì những cái tuổi đó đang quán ức, họ không có cơ hội để mà có một cuộc sống. Đẻ con ra cũng không có sữa thiệt đủ, sữa Việt Nam cũng làm sữa giả, bởi họ thấy nó làm sữa giả. Thì là tội nghiệp. Cho nên 10 cái tiếng nói của thì nó kỳ official là từ 19 tới 45 cột trụ quốc gia, tương lai của họ. Nhưng mà họ có muốn có cái tương lai, họ cũng không có làm gì được. À, cũng giống như đám gà đám vịt bị nhốt trong lòng vậy đó, con này đạp qua con kia đến mòn mỏi mệt, thiếu ăn thiếu uống thiếu thuốc rồi chết ở trong chuồng vậy. Con nào chết thì dục ra chôn thôi. Thì cái những cái thế hệ Việt Nam hiện giờ sống là giống vậy, đang chờ chờ ngọn gió đổi thay. Hãy làm ngọn gió đổi thôi. Chú bố già rồi, chú cũng chẳng có gì thế gian tại dù chỉ là lo thôi. Còn phần chú hộ thì ở quả đi cầu này ai hiểu được thì có phước, không hiểu được thì thôi chờ kiếp sau hiểu đi. Đi dài dòng đi hả hiểu. Chứ còn những cái thành tinh kia, những cái thành tinh trên trời á, họ hiền hòa hơn, họ không có lì lợm cứng đầu. Còn cái này mình nói trúng thì họ cũng chửi, mà nói sai họ chửi nhiều hơn, kiểu nào cũng bị chửi. Mình biết được thiên cơ, có con trời nói chuyện thiên cơ cho mình biết, thì mình biết được ngày giờ chuyện gì sắp xảy ra. Biết được thiên cơ thì vận dụng thiên cơ, vận dụng cơ trời để mà biết được cơ đồ, biết được quốc gia mình tương lai sẽ về đâu, vận dụng cơ đồ tương lai để mình lo cho con cháu của mình để mà nó có tương lai, có hạnh phúc. Đó là một điều ai mà hiểu được phải cảm ơn Thiên Tướng Kiệt này mới đúng. Tại vì nói thiên cơ mà không có nhận của ai xem nào cho miễn phí không à. Cậu những cái information quan trọng lắm á. Con coi phim Điệp Viên 007, phim KGB là Tổng cục 2 của Việt Nam đại khái đi tình báo Hoa Nam gì đi. Mà nó mà tìm được một tin tức á, của một người nào á, hey, 1 triệu đi tao đưa mày cái tin tức này. Nhiều lúc tin tức chỉ có 1 chữ, chứ đừng nên chi 3 chữ. Còn bữa giờ á, anh kêu con, bữa giờ chú Hộ lên mạng nói cả mấy tỷ chữ luôn á. Mà đứa con này nó tặng cái này không có được đồng nào hết, mà trong khi mấy cái tình báo CIA này nọ, đây một cái information 1 triệu đô đúng không? Con coi phim đi, information rất là quan trọng trong đời sống chúng ta, đó là information của đời thôi. Có này information là chết sống, sống còn của một dân tộc, sống còn của một cái dòng họ, sống còn của một gia đình, sống còn của một đời và sự nghiệp của một người. Vậy mà chẳng ai mời mình uống Starbucks hết để cảm ơn mình. Bây giờ xuống đây làm thiên tử cũng nhiều thiệt thòi lắm, nhưng mà không dám than. Giống như cái information sư phụ vừa mới cho rất là quan trọng đúng không? Bắt trọng ẹt rồi đó. Bây giờ khách bắt trọng mà đi xuất hiện nữa đi, không có chuyện đó. Ví dụ làm phim giả làm được 1 lần 2 lần thôi, giỏi lắm là ổng còn 1 ống trong cái lỗ mũi là cùng. Nghĩa là mấy vị nói là ổng chết, có nghĩa là chết cả cái sự nghiệp. Thì cái đó là mình muốn, nhưng mà mình cũng chưa có muốn ổng chết luôn. Ổng chết luôn
Bác Tô cổng bác Tô đem chung cộng vô mình còn mệt nữa đúng không? Cho nên nhiều lúc giống như hồi xưa bác Hồ mình á, chết năm 68 mà đến năm 69 người ta mới ô bác Hồ mới chết, mà thật sự cũng chết cả năm rồi đó. Cho nên cái xác cũng là cũng quan trọng lắm, bán được xác thối á, gọi là túi da thối, đạo Phật gọi là túi da thối. Cái túi da thối của bác Trọng cũng có giá trị lắm. Thì một cái information đó thôi, đáng giá nhiều thà âm tính rẻ rẻ thôi. Cho tôi có bao lì xì được rồi. Mấy đại gia, mấy đại ca bển nó qua đây, qua đây tặng tôi có bao lì xì. Tôi nói ông nào mà sắp bị bác Trọng đốt lò đó, nói bữa nay có lò lửa tắt rồi, đừng lo, sợ đó. Củi đút vô cũng không cháy đâu, chỉ còn rơm thôi. Rồi sao nữa? Chúng cộng với năm nước Việt Nam mình sẽ mở rộng ra thành rùa, phải không? Dạ, mở rộng ra thành hình rùa. Là tại vì á, nước Việt Nam mình bây giờ có 4 triệu đảng viên, mấy trăm tỉnh. Cái người nguyên thủ quốc gia mới, người ta không có ngu như vậy. Cái tiểu bang của Texas, tiểu bang Cali nó bự nước Việt gấp đôi. Có một cha neo xanh, một thống đốc thôi. Mình lấy một đầu lương, mình lấy 4,5 triệu đầu lương, mình trả một đầu lương. Một thằng thôi, tại nó nhiều quá, nó dễ ngô lộ phải không? Cần gì mấy trăm tỉnh. Thì từ đó mình thành lập của mình là liên bang. Liên bang Montpen, tại chỗ này chùa lấy miên luôn phải không? Liên bang Laos, liên bang Miến Điện, liên bang và Quảng Đông, Quảng Tây phải không? Liên bang Hồng Kông rồi đại khái vậy đó. Thì khi mà làm tiểu bang á, sau này những cái nước đó nó sẽ lạc hậu lại, nước Việt càng mạnh. Nói gì nói là từ từ thành hết, nó sẽ thành hình khổng lồ. Đúng. Tại xưa Đức Thầy chỉ giảng ở miền Nam thôi, miền Trung với miền Bắc không có hiểu sáu quyển kinh thư. Cho nên bây giờ có đám con cháu vô mình có ngày nó cứ chửi Đức Thầy hoài á, mà nó không bao giờ nó hiểu nó đang làm chuyện gì. Cũng giống như nó đang dò đường xuống địa ngục mà nó đâu có biết. Có ngày nó hổn, nó có cái bàn gì á, mình bật cái đài lên, nó 5-6 đứa nó ngồi á. Ô, sấm cơ lục bát, Đức Thầy này nọ. Có ngày cái đem Phật trời ra chửi, rồi tăng bốc Hồ Chí Minh lên. Cái xác phàm này hiện giờ cũng ít, cũng có người thương, cũng có người ghét đúng không? Cũng không có quyền lực ở cái mặt đời gì hết. Nhưng mà cái chân thần, những cái chân mệnh, nó có power của quyền lực. Tất cả những thần hồn mà xấu á, đều phải quỳ dưới chân sư phụ. Để được sư phụ tha cho về trời, hay là mấy ông Diêm Vương bắt đi. Hồ Chí Minh là quỷ, Hồ Quang mà, nó làm tan nát cái nước Việt. Con nghĩ Hồ Chí Minh có quỳ dưới chân sư phụ không? Bữa hổm sư phụ nói là thiệt. Vậy mà có nhiều người nói, kiếp mày hổn, mày nói bác Hồ quỳ chân. Lời chuyện này nói là thiệt. Tin không tin, tại vì đã từng kêu ổng quỳ rồi. Thôi kể trên mấy mạng chút chứ, cái thằng hồn mới là quan trọng. Cái xác phàm không quan trọng. Nên nhớ một điều. Giống như bác Diệm mình, bây giờ ổng là tổng thống rồi, không, nhưng ổng chết rồi, ổng cũng là con ma nghe. Không được về trời, cũng không được về Chúa. Hiện giờ ổng đang ở nhà thờ Phúc Cam ngoài Huế. Làm sao mà biết chuyện đó, kêu cái hồn tới nói chuyện được. Điều có những cái mà con người chúng ta đó, đừng có phạm với thần thánh, thì là chúng ta là người khôn rồi. Còn có những người mà vô minh không biết. Bởi vì á, thời mạt pháp hạ quan á, quỷ hành, quỷ lộng hành, chẳng nể thần tiên mà vậy đó. Chúng ta là thần tiên mà, con thấy một đám AK-47 dư lượng viên nó có nể chứ phụ không? Bởi vì Đức Thầy nói chúng á, quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên. Tại vì ổng cũng hiểu được tâm linh. Thế nên lúc mà nói chuyện á, ổng là một cái thằng lính gác cửa của ông miếu của ông Mai Hắc Đế ở Hà Nội. Phụ chưa từng biết chỗ đó. Tại vì giàu cho xa xôi nửa dòng trái đất, nhưng mà thần hồn gọi là tới. Thì ổng đang ở miếu của ông Mai Hắc Đế.
Còn ông nói cái đám con cháu mà nó xây lăng xây gì mà khủng khiếp, ông không bao giờ ngửa đó. Cũng giống như sáng Hoàng Trang bên Houston, sư phụ con làm bức tượng của ngài A Hồ, tức là ông thân thần ở Thiên Long Giang á, bự như vậy. Cái thụ thỉnh ông về nói chuyện, ông nói trời ơi, nếu mà làm tượng bự quá ngại quá. Tại mấy vị cũng khiêm tốn á, là vì bên kia người ta ngăn nắp lắm, làm tượng nhỏ nhỏ được rồi. Ông còn nói vậy, cũng y như thân thần của mình trên núi của Thiên Long Sơn. Hồi xưa là cái hụ nói thôi, để Thái tử xây cho ngài một cái miếu bự chứ. Nó nói no, đừng làm vậy. Tại vì mấy chư Phật, mấy chư Bồ Tát, rồi lâu lâu cha còn xuống, mà thấy cái miếu bự quá, ơi mẹ hối lộ hả? Cũng giống như bây giờ bắt chậm mà đi xuống kiếm mấy thứ trưởng, mấy bộ trưởng, mày làm gì mà có nhà bự như vậy? Đó, được. Nên mấy vị rất là sợ tượng bự hay là miếu bự nha. Ổng kêu sư phụ làm như vậy thôi. Sư phụ năn nỉ xây bự hoài, hỏi thành là bữa nào con kêu thành tới. Những cái năm đầu phụ nhức đầu lắm, tại làm lần á mình biết ổng ở đó, thì lúc trời mưa mình vô mình ngồi với ổng chơi phải không? Ổng không chịu, ổng nói nhỏ nhỏ thôi, tại vì sợ bị khiển trách á. Bên kia người ta trật tự, chỉ có thế gian của mình là không có trật tự, là vì chúng ta là ăn đám dịch mà. Dịch nó biết gì, con thử mà để lúa thì nó mổ lúa, mà hết lúa mổ con lủng tay luôn. Sáng nói chuyện nhưng mà hồn nói chuyện vui lắm, nó làm nhỏ nhỏ được thôi, đừng làm bự thiệt. Chuyện gì á là coi Long với mấy người bên bản sinh hoạt sao, hù thỉnh ma hồ về ngồi ổng kể bển, đứa nào làm chuyện gì ổng kể. Nhưng mà thường thường á ổng hay chơi với ông thân thần của mình ở đây, tại hai ông bây giờ là bạn rồi phải không, thì đó là lý do tại sao dù hay ngồi chỗ cái ghế mà, đó là mấy gì cũng về đó ngồi quy tụ đó. Vậy thưa sư phụ, lúc bấy giờ sư phụ là vua của nước Việt rồi, thì cái nước Việt của mình có bị áp đảo bởi cái nhóm 11 đại gia của thế giới này không? Nó này đụng chạm quá ở những khác. Hồi vua làm vua hay không á, hiện giờ đã là vua. Tại tối sư phụ lên giường ngủ, cái hồn thụ về núi Cấm ở dưới lòng đất, sư phụ có một cung vàng điện ngọc là đã là vua rồi, trong cõi vô vi rồi. Còn cõi thực tế là mình phải tập để coi chúng sanh có phước hay không. Còn sư phụ làm được gì cho nước Việt và cho cái thế giới này không? Coi cái nước Việt có đủ phước hay không? Còn đối với sư phụ, nó chỉ là một trái đất này, một nước Việt là một hạt cát, trái đất là một cục đá trong một cái sân đá. Mấy vị nói vậy, cái chân mệnh của sư phụ là rất là lớn ở trong cái vũ trụ. Nhưng mà vì, chỉ vì nước Việt có một cái đạo của cha ban xuống để mà sau này thống nhất tất cả các đạo, để mà cho những cái thần hồn trong tương lai và mấy nghìn năm sau xuống đây dùng cái đạo thiên tâm để tu tập, để thăng tiến về trời, để làm những vị Bồ Tát tốt, những vị tiên tốt, những vị thần tốt, là nhờ cái đạo thiên tâm. Bây giờ nước Việt ngày mai á, có một cơn gió thổi bay mà không có cái đạo, đưa Bác Thọ, đưa mấy ông Việt Nam Cộng Hòa này về để tam đi, nó còn tan nát hơn là cái mấy thằng đảng viên này, con có tin không? Để nó thù nhau, hối lộ tiếp, đúng không? Cho nên cái đạo nó quan trọng hơn cái thể chế của cái thời đại này. Mà tự vì nước Việt có đầy đủ phước báo là có cái hộ tái sanh và có tiếng nói từ thiên đình chiếu cố. Tại sao nước Mỹ không có những cái câu chuyện này? Chỉ có những cái người có điển điển sơ sơ rồi nói chuyện này nọ thôi. Tại sao cha chỉ cho một người trong 8 tỷ người đầu thai, mà sư phụ không đầu thai làm Ấn Độ hay là Anh hay là Mỹ đi, mà đầu thai ngay nước Việt? Tại sao Đức Thầy phải đi truyền giảng đạo Ngũ Đại Truyền Thừa 300-400 năm? Tại sao ông chẳng trình 500 về trước? Ổng không ở bên Tàu đi, ổng ngồi vô nước Việt. Ổng là Khương Tử Nha. Là tự vì mấy vị đã tính cơ trời đi hàng nghìn năm, cho nên trước khi mà dồn vào nước Việt để mà lãnh một cái nhiệm vụ trọng trách của cái thời tận thế này á,
thì những cái dàn giá nó phải đi trước. Tại sao đạo Cao Đài không ra ở bên Miên hay là bên Mỹ đi? Tại sao đạo Hòa Hảo không ra những cái quốc gia khác mà lại ra ngay miền Tây? Có hiểu không? Thì cũng là để mà dọn đường cho thiên tâm hôm nay đi. Xuồng, gió giọt, tâm bản, ghe xịp, ghe chài á, đưa người vượt biên. Nhưng mà cũng phải có những cái đạo, những cái chuyện quyền bí, thiên cơ đi trước, để cho hôm nay có đại đạo cuối cùng đi sau. Thì cũng y như là Đệ Thất Hạm Đội, khi đi trước thì có những hộ tống đi trước, rồi trục thăng, rồi máy bay, rồi nó bay vòng vòng vậy đó. Tại sao bây giờ con thấy nước Việt á, chỗ nào cũng nhập đồng, rồi điển, rồi tùm lum, nó không có lọn cào cào như nước khác đi. Là vì chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ á. Chỗ nào có thiên tử thì cũng có 100 thằng thiên tử giả. Con thấy biết bao nhiêu người giả thiên tử không? Mà nó có làm gì được cho nước Việt không? Nó có biết nói cái gì đâu. Mấy người nói sau này học máu chết hết. Dạ, thì bên tà đó cũng là họ cũng là thuộc dạng gọi là thiên lý thần, tà thần đó. Họ cũng vào những cái xác này xác kia để lập đạo này lập nọ. Rồi cái những cái người đó vô minh, họ bị cuốn theo cái đó. Đạo thiên tâm sau này sẽ là một đại đạo trong tương lai. Thì đó là có những hiện tượng nước Việt có nhiều sấm cơ, nước Việt có nhiều mỏ vàng mỏ ngọc. À, nước Việt hôm nay có thiên tử tái sanh vào nước Việt. Rồi nước Việt có một người dị hợm lạ thường, làm những chuyện bất thường, nói những chuyện khó nghe, phải không? Đấy, người hiểu thì người ta giật mình lo tu, còn người không hiểu thì gãi đầu cười chơi. Nói âm tự đường đi chưa tới, nên nửa đường kẻ dãy người, kẻ rẻ người khinh, thì sư phụ là vậy. Thì lo âm tự chưa tới mà sắp tới rồi. Lo âm tự đi chưa tới, thì cho nên có giữa đường có kẻ rẻ người khinh vậy đó. Mà đến tới rồi muộn rồi. Bởi vì hữu thường á, con trâu trâu khôn á thì uống nước trong, trâu ngu thì uống nước đục vậy đó. Việt Nam đa số bây giờ nó bị nhồi sọ 50 năm, con nghĩ nó uống nước trong mà nước đục nhiều. Người nào mà xúc phạm, nghĩa là đi ngược lại với thiên cơ, đi ngược lại với ý của trời á, ở trên cho 3 lần cơ hội thôi. Là thứ tư là bị mất cái phước của đời này. Cũng giống như thi rớt 3 lần rồi con đâu được thi nữa. Mình cũng ngộ trong một ngày, thấy không? Hòa Thượng Thích Thắng Quang tịch thì sư phụ mới đem cái clip năm 2017. Ngài có rất là thần thông. Thần thông nghĩa là tiếp xúc được với Phật A Di Đà đó. Và Ngài cũng là trưởng lão của những tăng đoàn ở Mỹ, cũng là chức sắc cao. Thì lúc đó một buổi sáng sư phụ nhớ, ông gọi xuống Hòa Thượng nói chiều, gọi sư phụ nói sẽ làm cái buổi lễ quán rảnh này. Sư phụ ai nói với Hòa Thượng là mình làm này tức là ông ngồi thiền, ông nói chuyện với Phật, Phật kia ông làm vậy đó. Để mà mở cái wifi, cái password cho sư phụ. Ông giống như IT, đúng rồi, được IT. Người set internet cho sư phụ để mà liên lạc về trời. Rồi đại khái như có ngày hôm nay sư phụ chị được bệnh rồi này nọ, hiểu không? Còn bảy dòng hầu quan của sư phụ là tự nhiên nó có rồi. Thì ổng là IT mà set up password. Thì cái buổi lễ quán rảnh đó là chỉ có vua và chỉ có những người con trời mới làm cái lễ đó, người phàm không có làm được. Mà lâu nay sư phụ đâu có nói với ai mà cũng đâu có đưa cái hình ảnh đó ra. Tại đưa ra ổng về mặt đời á, là ổng là ngài, tôi xin lỗi ngài chứ không phải ổng, tại nó chuyện quên. Tại bữa kia á, thì mấy ông HO thì thu dùng ổng ổng với mấy ông HO, cờ vàng bay thọc đỏ, ca bản Việt Nam tôi đau, rồi đại khái là hơi chính trị bữa đó.
cũng cùng ngày đó cái thời Thượng Thái Quang nó cũng nhảy qua đạo. Tại phân nửa này là đời, phân nửa này là đạo đúng không? Nhưng mà nó lộn xộn cùng một thời điểm cho nên ổng ổng ngày ngày. Giờ mình đi thờ bớt, bớt chính trị lại đi. Bớt đời, dạ, ngày. Cái ngày mới kêu làm buổi lễ đó thì Thu cũng làm. Rồi những cái design mà cái kim bài đó là ngày kim sư phụ là design đúng như vậy. Đấy mà gọi là thông thiên. Thông thiên mạnh hơn không? Giống như như wifi xưa nhà này chỉ đứng ở đó nó có wifi mình mới được. Còn bây giờ mình đứng tuốt ngoài sân này nó cũng có wifi luôn á. À thì giờ cái thu lực mạnh lên vậy đó, hiểu không? Thì cái buổi lễ đó rất là quan trọng. Nhưng mà ngộ là bên Đại Thừa họ không bao giờ chấp nhận cái Thượng Đế nha. Vậy mà ổng á, ngày á, ngày Hòa Thượng Thắng Quang, Hòa Thượng Thắng Quang là lại cha lại mẹ con coi cái video đi. Đó à, cho nên cái video này mà ra không biết mấy thầy ở bên Việt Nam không biết nghĩ gì nghe. Không biết nói Hòa Thượng làm sai hay Hòa Thượng làm đúng. Hay nói ổng tà nữa, ổng tịch rồi. Ổng đi về trời với Phật A Di Đà rồi. Tại vì mấy ông thầy này, mấy ông thầy nhỏ đó, học không có tới. Mà cũng không có chịu giữ cột mà nghe. Còn người ta đó là Hòa Thượng, người ta đã đắc chứng rồi. Ổng đã đắc chứng, Ngài đã đắc chứng rồi. Thì Ngài mới biết được chuyện trời đất. Mới biết được vô hộ là ai, ổng mới làm cái đó. Chứ ai mà dí súc như đầu ổng được. Trời mấy ông này ngầu lắm rồi. Cả đời ổng không có cái chùa, ổng đi lang thang vậy đó. Chỉ có mấy ông thầy quốc danh đó, tu không có tới. Thấy tiền với gái, thì mấy chùa bự tượng to. À, ngày đâu có gì đâu. Thì đó Hòa Thượng Thích Thắng Quang thì cũng gọi là ân sứ. Đúng cần, không phải một mình sư phụ làm được. Những gì rất là lỗi lạc. Nhưng mà lỗi lạc đó, một cái giai đoạn nào, người đến một cái giai đoạn đó, những gì đó cũng bị đời đó, lôi kéo, cũng làm sai, cũng khó nữa đó nghe. Hôm nay sáng kể chuyện ông sư huynh bị phù mắt đó. Cầm cái quạt để ở đến lúc mà mấy vị trừng trị nghe hết đời luôn. Cho nên mấy vị mấy hòa thượng bên Đại Thừa đó họ biết, họ đều biết. Cả hòa thượng Tịnh Phong ông gì tịch đó cũng nói Thượng Đế là sanh ra tất cả nhân loại, là một cái đại thần hồn, đại chân linh. Chúng ta là tiểu. Thì ngày qua Ấn Độ, thì ngày quá chiếc thân ở Phật Thích Ca, ngày qua bên bên Trùm Khăn, bên Ả Rập Saudi, Cập nữa, thì ngày quá kiểu gì, kiểu Mohammed, rồi ngày Công giáo, thì ngày Đức Chúa Trời, nhưng mà cùng là cha mình. Thì Ngài cũng là thừa nhận cha là lớn nhất mà, là Hòa Thượng Tịnh Thống. Ông có cái clip ông nói đứa nào mới bỏ lên. Thì bây giờ cũng mới như thuộc nó có 36 ông trời, cha là lớn nhất. Thì nói ông trời nào phải nói cho rõ nghe. Ông Biden cũng là tổng thống, ông Trump cũng đã là từng tổng thống. Thì ông nào danh từ thôi. Cái thế gian mình cái danh từ rất là thiếu thốn. Cho nên không có thể nào mà nghĩ cái số lượng đông của Đại Thừa, nghĩ mấy thầy hiểu tới đó là phán cái đó là đúng. Cả Phật Thích Ca ngày xưa bốn mấy năm truyền đạo cũng nói chỉ là một nhóm lá, chứ Phật Thích Ca cũng không có nói hết cái rừng lá nữa.